Hello. Hello. Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của Tú Nhi. Bài hát mang tựa đề là Ngày Đó Xa Rồi. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Từ đó
thêm đau lòng làm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tám Há. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.